Chào mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi marketing được. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên like video cho mình và đăng ký cho mình nhé. Các bạn có thể vô fanpage của mình, link fanpage mình sẽ dưới phần mô tả, và nhớ theo dõi nha để xem những thông tin đăng trên fanpage này. Và nếu các bạn có muốn kết bạn với mình thì do đó bạn nhắn tin gì mình sẽ trả lời hết. Nếu không thì cũng sẽ kết bạn trên Facebook thôi. Ok, thì không giới thiệu nữa đâu. Bắt đầu vô. Thì hiện tại bây giờ là có có 10 người thì phải. Đúng rồi, có 10 người. Server này thì cũng được, cũng chơi được. Tại vì mua đời trong FCA, server FCA thì đang bị gì đấy. Khi mà mình chơi mua đời thì nó cứ hiện tên lên vậy sẽ chơi. Bởi vậy mình mới chuyển qua server này. Mà server này chán có điều là lấy lụm vàng mà không có cung. Mình lụm mà không hát cái cung nữa chứ. Đủ 10 cục hoặc là có khi 10 máy luôn mà chuyển không được. Không biết bị lỗi là trong server này là lụm vàng để có kinh nghiệm đó. Mình nghĩ là chỉ có kinh nghiệm thôi. Nè, cũng có vàng nữa nè. Thì cái số vàng thì nó sẽ nằm trên đây nè. Đấy, thấy không? 8 gold đó. Okay. 8 gold. Thì các bạn vậy nếu các bạn mà muốn chơi chung map mình á thì mình sẽ mở map hàng ngày. Thì các bạn nhớ vô Omelette để theo dõi mình, để khi nào mình chơi thì nó sẽ hiện thông báo và các bạn chỉ vô chơi thôi. Mình chơi thường vào tối khoảng 7-8 giờ gì đó mình sẽ chơi. Okay. Thì bây giờ mình chỉ tạo hai map là sinh tồn và cặp map mini game vậy thôi. Thì chắc cũng có vài người vô biết map này lâu rồi. Băng nè. Ủa đừng nói là mình đang ở dưới nước nha. Cái này là công viên dưới nước hả? Ý. Rồi mình hiểu rồi, mình đang trong cái chỗ cái thôi mà người ta cái đó gọi là thủy cung, đúng rồi nè. Ví dụ nha, thì khách du lịch sẽ đi đây nè, nhìn trong mây nè, mấy con cá mấy con gì, mấy cái này là rong biển san hô gì đấy đấy, hay cái như cái móc gì mà thủy cung hay cung thủy gì đấy thôi, cũng không quan tâm lắm. Còn 8 người đi làm vàng tiếp nói thấy không, 10 cục rồi mà đâu được gì đâu. Ủa mà đường vô trong đây ở đâu vậy? Ồ. Wow. Có vàng, lượm được một cục nữa. Hình như mỗi cục là mình sẽ được tăng thêm 10 kinh nghiệm. Để phải không? Để đi lượm hả con? Ủa không? Trời, đi ngang qua nó lúc đó. Một vị hơn. Á, mua đời quá, mình thấy mua đời rồi, Cứu bà con á, cứu, thấy mua đời rồi. Chạy đi ngang qua mình luôn. Nhỏ đâu, tránh xa nhỏ ra. Về hết đường chạy rồi. Còn bên kia mình sẽ chạy qua kia nha. Nó này các bạn. Nó kìa, thấy không, nó kìa. Nó xách kiếm kìa, chạy lăn ton kìa, thấy không, đó. Ok. Chạy đi bà con, lên đây làm gì vậy? Kéo lên. Ok, đi chạy. À, nó đang lên. À, còn đúng không biết đang chạy đường nào luôn. Ồ, trong đây có mấy cung nè. Ủa, đâu có mấy cung. Chỉ là một cái chỗ trốn tối hủi người lùi thôi.
Chắc mọi người đang bị dí. Mình nghĩ không phải. Ok, mình đã win. Rồi mình sẽ tới chuyện tiếp theo nhé. Yeah, và mình đã vô trận tiếp theo rồi đây. Thì mong gì trận này mình làm ok. Cuối cùng cũng đã không heo ý của mình rồi. Ủa cái map này hay quen nè. Hình như trước mình làm order cho map này nè. Nếu các bạn có hình như bạn nào mà hồi trước mà đăng ký kênh cũ mình và xem video cũ là mình mua đời cho này, mình làm mua đời nè. Đó, một đống đứa đứng ở đâu ta? Ở mà ở trên kia kìa, một đống đứa đứng trên kia. Đúng rồi. Thì nếu bạn nào hồi trước có đăng ký kênh cũ mình và xem video đó thì các bạn sẽ biết hơn rồi. Thì cái này mình sẽ mới tạo nên. Thì đây cũng là video đầu tiên của mình thôi. Và bộ nhớ mình sắp hết rồi nên chất lượng video cũng không tốt lắm, nên mọi người thông cảm cho mon nha nha. Okay. Đâu thử xem nha, kinh nghiệm mình bây giờ là 50 đúng không? 50 không phải, hầu như đây chính là phòng, đúng rồi, phòng tập thể hình, phòng tập gì ta, với mày tập cơ bắp hay tập thể hình gì đấy. Đây chính là bao cát nè, đấm. Còn đây cái gì đây, nói là còn không biết nữa. Nhưng mà cái này mình biết nè, cái chỗ khiên tạ nè, cái tạ nè, nằm xuống rồi khiên. Nặng quá. Còn cái chỗ này hả? Thôi mình không biết. Ở đây là máy chạy bộ. Đang chạy. Okay, thôi mình đi. Còn cái này là bên đây là đâu? Căn phòng. Căn phòng thôi bình thường. Nhà hàng ngày giàu phải. Có đầy đủ luôn, phòng tập gym người tùm lum. Ok, cái này là gì? Giường ngủ hả? Đúng luôn, giường ngủ cấp độ 10 luôn nha. Ok, còn này là phòng tắm. Cái này là gì? Tủ đồ hả? Hâm lò sưởi. Chắc vậy. Ok. Sao đi cái khu này rộng quá, còn có 8 người vậy. Rồi quên luôn rồi. Ok, sẽ chuyển map xong rồi 4 giây nữa. Ok, hết rồi, để vô trận tiếp theo. Và mình là gì ra cái đó gọi là hám tử ấy. Sẽ mua đời mấy người. Mình không được lụm cung, quên. Giờ mình sẽ tìm mua đời mình giết nha. Cái này thì mình chưa sử dụng quen cho lắm. Mua đờ đằng kia hả? Mình thấy rồi, cái hàng màu đen xì kia kìa. Ok, tao sẽ đứng đây mình bắn á. Thật sự là mình không biết bắn cái này luôn á. Sợ mấy lát rồi. Quay. Quay à. Trời, nó đâu. Coi mình đã thấy nó rồi. Cái hang màu đen đây nè. Đưa em co mé. Má chân về chạy nhanh. Ok. Đúng rồi. Khó bắn quá các bạn ơi. Ở đâu vậy? Thấy rồi. Trời, dí thì nó mệt quá. Nó phải dí theo mình mà nó không dí theo mình các bạn ơi. Nó dí theo mấy người Sida gì không mà. Tôi nhảy xuống.
Ủa nó đâu rồi? À đây đây. Rồi. Rồi xong rồi ơi, cuộc đời bế tắc. Ok. Ok rồi các bạn ơi, mình mới quay hưởng đây, mình mới quay tay đây đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đó, mình đã có hiệu ứng mới rồi nè, đây để mình bật chế độ kia chút xem. Đây. Đây hiệu ứng mới của mình này các bạn. Đó, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đi tới lâu là bị lửa bốc ra đó, đó đấy. Mình mới quay đây, quay hưởng đấy, quay tay đây. Đấy. Cái này là dùng thử nhé. Dùng mà hình như là mình dùng thử được 3 ngày thì phải. Kệ đi 3 ngày cũng được, miễn phí mà. Hình như cái này kiếm là mỗi lần mình che hắn rồi mình được. Chắc vậy. Để mình hồi nãy mình ra luộc cái này mày thấy thì mình xài thôi. Đấy hiệu ứng đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Đó hả. Đầu thử chế bắt cua thử chế độ này coi. Ok. Thì lớn. Thôi bỏ đi. Chế khác. Thật sự là nãy máy rất là lát. Ok. Như này nè. Thôi rồi. Xong rồi. Coi còn 14 giây nữa. Rồi nếu các bạn mà có hưởng hấp gì các bạn nhớ comment ở dưới để mình biết nhé. Ví dụ hưởng hấp cho cây quên hay chơi mô đề bằng góc nhìn thứ 3, thứ 2, thứ 1. Ừ, thứ 1 là thứ này rồi. Ok, mình đã bị từ chất từ cái gọi là chơi ngu nên mình đã bị từ chất thành người thường. Hú hú. À hú hi. Okay. Thì ủa gì vậy? What? Đây. Đây để mình hướng dẫn các bạn cách cái đó để cái video sau đây. Ok, vô rồi. Hồi nãy bị gì đó mình cũng không biết nữa. Cũng chưa vô dần ra. Ok, cũng sắp hết pin rồi. Chơi một trận này nữa là mình nghỉ nghỉ. Thì giọng mình nói hơi khó chịu nên các bạn cũng thông cảm nha. Vậy để mình xem coi giọng mình ổn không, nếu không ổn thôi để mình xem lại, xem xét và làm lại. Ok. Thì không biết bạn nào đang xem video này, các bạn có chơi gì ta? Liên quân không ta? Nếu có, nếu có thì comment dưới cho mình biết nha. Ok, ai, cha cha. Ok, mình sẽ cắt khúc quá à. Và mình đã vô trận tiếp theo rồi đây. Ok. Lên nè, tiếp tục là người thường tiếp gặp các bạn ơi. Úp gì đây? Hello. Hello. Thì tối nay mình sẽ quay lấy ứng dụng lấy hiệu ứng và quay map mình luôn nha. Map gì đó ai biết. Mình sẽ quay map mình thường chơi nhất và mình thường mở cho các bạn vô. Thì các bạn nhớ vô ứng dụng Omelette đây nè. Đó ứng dụng mình nè. Đấy. Và nhớ theo dõi mình nha. Thì tên điện thoại của mình chỉ có tên nè. Đây. Nè. Đó chính là tên Omelette của mình nè. Đấy. Cái tên Omelette của mình nha. Rồi tên fanpage của mình đây. Không viết cái này viết thường nha. Còn Omelette thì không biết có hoa cái chữ nào hết. Em hình như cái gì đó sai sai, mình cài bỏ qua đi. Vậy là mỗi lần nè các bạn nha. Rồi. Vậy là mỗi lần mình lụm được một cục vàng sẽ tặng cho mình một điểm kinh nghiệm. Nè, chúc tên 90. Vô nè. Oh my god. Người ta mời cục vàng.
Giang 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 đâu có dễ chơm hàng vậy. Giang đó kìa, mình đã 100 điểm kinh nghiệm rồi. Ê, bạn nào mà biết điểm trong kinh nghiệm trong đây thì dùng để làm gì thì comment ở dưới để chỉ mình nhé. Mình cũng chả biết tác dụng của điểm kinh nghiệm trong đây đâu. Đấy, mình được 110 rồi. Ô ra xuống hưởng nè, 18 con rồi. Sân tennis nè, sân cái sân mà đã trống mà nhỏ nhỏ mà. Các bạn biết đó, ai mà chơi tennis lần rồi cũng sẽ biết thôi, chứ mình cũng không biết diễn tả sao. Tại sao người ta leo lên được vậy? Hình như chỗ này có bị gì biết không được chứ. À đây đây đây, thôi bỏ. Leo lên bằng cách nào vậy? Nè cái hàng này nè, là mua đề này. Tháo lên được gì chả? Tạch chà chà. Thì không biết dạng trong này để làm gì, nhưng mà các khuyên các bạn là nên ăn càng nhiều càng tốt. Lỡ nó được hưởng thì sao? Sao ai biết được? Đây. Sao lên nhỏ? Sao mấy hành viên này lên được rồi? Mình sẽ gán ăn 30 cục thử coi được không. Mình nghĩ là ăn không được rồi. Kia còn... Ê, ăn được chứ. 26 rồi. Ủa? Mà 26 rồi. 27. 28. Ê, còn cục gì nữa nè. 29, một cục nữa thôi là đạt kỷ lục của mình do 30. Và nó một cục nữa khó vậy. Đấy. 30. Ok, đùa thôi, lượm không có gì đâu. Yeah. Sao mọi người lên được vậy? Chỉ coi. Có trắng cái này gì đây? À đường xuống mà. Ở dạng tới bên hành viên này cũng được. Giờ mình sẽ đi lụm vàng á. Vàng. Ý đây là cái gì đây? Cái này có bắt cửa nè, mình sắp quá. Đây, và sau đây chính là đi nhanh tốc độ bàn thờ của mình đấy. À. Đùa ha, không có gì đâu. Cái này là gì sao ghế ngồi cao hết? Chuyện gì xảy ra thế này? What? Nó lừa mà. No. Ồ. Ok, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, share, subscribe và nhớ vô fanpage của mình like nha, và theo dõi trên Omelette nha. Bye bye mọi người.